tháng gì cả. Đó là cái sự sắm sẵn của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Nhiều khi tôi và anh em đối diện với nhiều cái hoàn cảnh của mình, cảm giống như là giống như mình là con bị bỏ rơi hay sao Chúa quên mình á. No. Chúa không thay đổi. Nếu nếu anh chị em mà có theo dõi tin tức thì trong cái thời điểm này đó thì thật là khó mà có thể nói là không nản lòng thối chí đó anh chị em. Đặc biệt là những anh chị em nào mà mê mà theo dõi trên mạng trên tin tức ha. À, bởi vì sao? Bởi vì truyền thông nó cung cấp cho tôi anh em toàn tin xấu không hả? Tin tốt bán báo không có được đâu. Phải tin xấu người ta mới chịu đọc. Nào là cúm tàu nè, nào là dịch châu chấu nè, là dù lũ lụt nè, rồi cái nguy cơ xung đột vũ trang nó rập rình ngoài Biển Đông nè, rồi gì nữa, rồi tai nạn giao thông, rồi tình trạng tham nhũng, rồi sản xuất đình đốn, rồi công ăn việc làm coi như là bây giờ nhiều người bị thất bại vân vân rồi vân vân, kinh tế sa sút do ảnh hưởng của Covid gì vân vân. Rồi thỉnh thoảng anh em mình nghe những cái tin tức nội bộ đúng không, mình nghe nói ông này ông kia bị fail, phạm tội, rồi thậm chí có nhiều người bỏ chức vụ, rồi nhiều khi mình thấy gì, chàng ơi sao nghe sao toàn thấy tối tăm không vậy. Tôi nói với anh em điều này, cô và anh em đang sống trong cái thời kỳ mà gọi là tăm tối thuộc linh, khi cái tình trạng mà lịch sử nhân loại nó đi cần hồi hồi cuối cùng đó anh chị em, thì Chúa cũng đã nói trước rồi, cái tình trạng sa sút nó gia tăng nhiều lắm. Nhưng mà anh chị em biết không, đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại là người ta phải trải qua cái tình trạng tâm tối thuộc linh đâu. Không phải lần đầu tiên đâu anh chị em, cũng không phải lần đầu tiên là con dân của Đức Chúa Trời phải sống trong cái tình cảnh thuộc linh như vậy đâu. Giống như truyền đạo đoạn 1 câu 9 nói là không có gì mới ở dưới mặt trời này đó. Vì đã có từng có một cái thời kỳ lịch sử như vậy, từng có một cái thời kỳ lịch sử là dân Chúa phải sống trong cái tình trạng tâm tối thuộc linh đó, cho nên nó có một cái hy vọng cho tôi và anh chị em. Hy vọng đó là gì? Hy vọng sống, hy vọng để đứng vững và hy vọng để đi qua cái giai đoạn tâm tối thuộc linh đó với tư cách là một người chiến thắng. Thì sáng hôm nay tôi và anh chị em sẽ cùng trở lại với lời của Chúa là nền tảng đức tin của chúng ta, để học biết một điều: Chúa vẫn cứ tiếp tục làm việc thậm chí giữa các thời điểm mà tâm tối nhất, và Chúa làm việc qua những con người tưởng là yếu đuối nhất và chưa có gì trọn vẹn hết. Tôi chọn cái tựa đề cho cái phần kinh thánh sáng hôm nay trong các quan sát đoạn 6 từ câu 1 đến câu 24, đó là đời khác trời. Đời khác trời là sao? Đó là cái nhìn của tôi và anh em ấy, về một số cái sự việc là khác với cái nhìn của Đức Chúa Trời. Tôi và anh em sẽ cùng nhau học biết ở trong cái phần kinh thánh này về cái cách mà Đức Chúa Trời nhìn vào một cái sự việc nào đó, nhìn vào cái hoàn cảnh, nhìn vào cái lối sống của chúng ta và nhìn vào chính con người chúng ta, để tôi và anh em bắt đầu dấy lên hy vọng. Bởi vì những gì tôi và anh em nhìn thấy đó là thật, nhưng nó không phải là chân lý. Những gì tôi và quý vị nhìn nơi cái sức khỏe của mình là thật, nhưng đó không phải là cơ sở để chúng ta tin. Những gì tôi và anh em nhìn vào cái hôn nhân của mình, nhìn vào con cái của mình, nhìn vào công việc làm của mình là thật, nhưng nó không phải là cái chân lý đâu. Chân lý là những gì Chúa nói nó mới là chân lý, còn những gì tôi và anh em thấy nó không phải là chân lý. Nếu anh em có kinh thánh thì dở ra với tôi ở trong các quan sát đoạn 6 từ câu 1 cho đến câu 24, còn nếu không quý vị cứ nhìn lên trên bảng, có thể dò tôi đọc và anh chị em có thể nhìn dò theo. Dân Israel làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Ma-đi-an trong 7 năm. Tay của người Ma-đi-an thắng hơn Israel. Vì sợ người Ma-đi-an nên dân Israel làm cho mình những nơi ẩn nấu trong núi, trong các hầm và đồn. Khi Israel đã gieo giống, dân Ma-đi-an và dân Amalek và người phương Đông đi lên đánh Israel, đóng trại đối ngang người, phá hại mùa màng cho đến Gaza, và không để lại trong Israel lương thực gì, hoặc chiên, bò hay là lừa. Vì chúng nó đi lên đem theo bầy súc vật và trại mình loáng đến khác nào một đám cào cào. Người và lạc đà vô số kể trong xứ đặng phá hại. Vậy vì cớ dân Madian Israel bị nghèo khổ bẩn chật, nên họ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Bây giờ vì dân Israel đã kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc dân Madian, nên Đức Giê-hô-va sai một đấng tiên tri đến cùng dân Israel. Người nói cùng chúng rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ai Cập, rút các ngươi khỏi nhà nô lệ, giải cứu các ngươi khỏi tay người Ai Cập
và khỏi tay hết thảy kẻ hà hiếp các ngươi và đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi. Ta đã ban cho các ngươi xứ của chúng nó và có phán rằng: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, chớ sợ các thần của dân Amoris tại trong xứ mà các ngươi ở, nhưng các ngươi nào có nghe tiếng ta. Đoạn thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cái thông Ophra thuộc về Joash, người Abi-Eserith, Gideon, con trai người đương đập lúa mạch trong bàn ép, đặng giấu khỏi dân Madia. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi người dũng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng người. Gideon thưa rằng: Ôi Chúa, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, sao các điều này xảy đến cho chúng tôi? Các phép lạ kia ở đâu mà tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng Đức Giê-hô-va há chẳng có đem chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập sao? Vì bây giờ Đức Giê-hô-va từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay dân Madian. Đức Giê-hô-va say lại cùng người và phán rằng: Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Israel khỏi tay dân Madian. Ta há chẳng sai ngươi đi sao? Người thưa rằng: Than ôi, hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Israel? Kìa, trong chi phái Manasse, họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi và ngươi sẽ đánh bại dân Madian như đánh một người vậy. Gideon lại thưa rằng: Nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin ban cho tôi một dấu rằng chính Chúa phán cùng tôi. Xin chí dân khỏi đây cho đến khi tôi trở lại cùng Ngài, đem của lễ tôi đến trước mặt Ngài. Ngài đáp: Ta sẽ ở đây cho đến khi ngươi trở lại. Gideon bằng đi vô, dọn sẵn một con dê, lấy một epha bột làm những bánh nhỏ không men. Người để thịt trong rổ, đổ nước thịt vào nồi rồi đem ra dâng các món ấy cho Ngài ở dưới cây thông. Thiên sứ của Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy lấy thịt và bánh nhỏ không men để trên hòn đá này rồi đổ nước thịt ra. Gideon bèn làm như vậy. Bây giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va giơ đầu gậy Ngài đang cầm trên tay mình ra, đụng đến thịt và bánh nhỏ không men. Lửa từ hòn đá bốc lên thiêu hóa thịt và bánh nhỏ không men, đoạn thiên sứ của Đức Giê-hô-va biến đi khỏi mắt người. Gideon thấy rằng ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, bèn la rằng: Ôi Chúa Giê-hô-va, thật khốn nạn cho tôi, vì tôi thấy đối diện thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Khá yên lòng, chớ sợ chi, ngươi sẽ không chết đâu. Gideon bèn lập tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, đặt tên là Giê-hô-va Shalom, tại Ophra thành của người Abi-Eserith. Cái bàn thờ ấy vẫn còn lại cho đến ngày nay. Cái phần kinh thánh mà tôi mới đọc, nó thuộc sách Các Quan Xét. Đây là mà sách Các Quan Xét là nó phát họa lại một cái giai đoạn đen tối nhất của lịch sử dân sự Chúa là dân Israel. Sau khi Joshua dẫn Israel vào tiến chiếm xứ hứa đó, thì dưới quyền lãnh đạo của ông là Israel chiếm được coi như là hầu hết cái vùng đất hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho Abraham, cho Isaac, cho Jacob, và sau này Chúa có tái xác nhận với Môi-se. Nhưng mà sau khi Joshua qua đời rồi, chuyện gì đã xảy ra anh chị em biết không? Israel bị chính những cái bộ tộc mà ở trong xứ Canaan, những bộ tộc mà dân Israel không có đánh chiếm, không có tiêu diệt, họ quay trở lại áp bức bách hại. Thì những cái câu kinh thánh trong cái chương 6 này, nó miêu tả cái tình trạng ảm đạm và bạc nhược của Israel vào thế kỷ vào tầm thế kỷ 11 hay là thế kỷ 12 trước công nguyên hay là trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Nhưng mà những cái câu kinh thánh này nó cũng có thể áp dụng cách trực tiếp cho tôi và anh chị em ngày hôm nay. Nếu anh chị em sinh ra trong một cái gia đình Cơ Đốc hay là một cái gia đình có đạo, hẳn như là đạo Chúa, thì đó là một cái phước hạnh lớn. Nhưng đồng thời cái việc đó nó cũng có một cái hiểm họa cố hữu. Đó là gì? Đó là cha mẹ của anh chị em biết Chúa và kinh nghiệm Chúa, kinh nghiệm quyền năng của Chúa. Nhưng còn anh chị em thì sao? Nhiều khi là cha mẹ mình được kinh nghiệm Chúa, nhưng mà mình thì không. Ở đây có rất nhiều anh em thuộc cái thế hệ trước, cái thế hệ đầu tiên của Hội Thánh. Nhưng mà cũng có những anh em thuộc cái thế hệ sau này. Cái thế hệ đầu tiên của Hội Thánh này đã từng kinh nghiệm những cái ngày tháng tuyệt vời trong quyền năng siêu nhiên, trong cái sự hiện diện sống động của Chúa. Nhưng anh chị em hiện nay thì sao? Thế hệ của anh chị em hiện nay có được trải nghiệm những cái điều như vậy không? Chúa mà anh chị em phục vụ ngày hôm nay có phải là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh không? Là Đức Chúa Trời sống động, quyền năng hay làm phép lạ, đuổi quỷ, chữa bệnh và can thiệp vào những cái quy luật của tự nhiên không? Hay là Chúa của anh chị em ngày hôm nay chỉ còn là một ông Chúa lý thuyết thôi? Nếu anh chị em theo đạo Chúa nha, mà không hề biết Chúa, không hề gặp gỡ Chúa một cách cá nhân,
Thì tôi nói với anh chị em điều này, anh chị em rất là dễ rơi vào cái tình trạng tôn sùng hay là thần tượng những gì mà cái văn hóa vô thần ở xung quanh nó đang theo, nó đang đề cao. Và thậm chí là gì, thậm chí là anh chị em cũng có thể thờ lại hình tượng giống như Israel trong cái thời của Gideon. Nhưng mà như tôi nói lúc đầu, cái sứ điệp của sách Các Quan Sát nói chung cũng như là cái phần hôm nay chúng ta học nói riêng là cái sứ điệp hy vọng. Không phải sứ điệp phán xét mà là sứ điệp hy vọng. Hy vọng gì? Hy vọng là Đức Chúa Trời vẫn còn đang làm công việc của Ngài, thậm chí trong những cái giờ phút tăm tối nhất của dân sự Chúa. Và Chúa làm cái công việc đó, đó trong cái thời điểm tăm tối nhất đó, Chúa có thể làm với những con người yếu ớt nhất, yếu đuối nhất, còn lắm pha tạp. Để gì? Để hoàn thành cái mục tiêu tối thượng của Chúa vì cơ vinh quang Ngài. Sáng hôm nay tôi cùng với anh chị em học biết hai điều thôi từ cái phần kinh thánh này. Cái điều thứ nhất, nên nhớ là cái tự đề của sứ điệp là đời khác trời đó. Rồi cái khác thứ nhất đó là tôi và anh em có cái nhìn khác với cái nhìn của Chúa về vấn đề tội lỗi. Khác nhau trong cái nhìn về tội lỗi. Chúng ta xem lại câu số 1. Dân Israel làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Ma-đi-an trong 7 năm. Dân sự Chúa đó làm điều ác trước mặt Chúa hay là làm điều ác dưới mặt Chúa? Nha. Chuyện khác nào hay là dưới mắt người? Có thể là trong mắt con người á, là tất cả những gì mà họ làm là bình thường, là ok, là good. Và ai cũng làm dễ quý. Nhưng mà trong mắt Chúa đó, thì đó là những việc ác. Nhớ là ác anh chị em, chứ không phải là những việc sai đâu, mà là việc ác. Ác là sao? Trước hết ác là thờ hình tượng anh chị em. Chúng ta xem ở trong chương 2 câu 11 đến câu 13. Bây giờ dân Israel làm điều ác dưới mắt của Đức Giê-hô-va, phụng sự các thần tượng Ba-anh, lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ và đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Họ đi theo các thần khác của những dân tộc xung quanh, quỳ lại các thần tượng đó, khiến Đức Giê-hô-va nổi giận. Họ lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà phụng sự Ba-anh và tập thể. Đó là cái chuyện ngày xưa. Ngày nay thì chắc chắn là con dân Chúa không có dễ gì lập lại bàn thờ bất nhang, đúng không? Dễ vậy anh chị em, chúng ta làm những cái chuyện mà con dân Chúa mà đi xì xụp quỳ lại trước những cái là gọi là nấu tượng bằng gỗ bằng đá xi măng nghe cốt sắt được, chắc chắn là không, đúng không? Mà ma quỷ nó đâu ngu đâu anh chị em, thời nay mà lộ liễu như vậy á, dễ gì dụ được người ta, đúng không? Mình phải update giờ, phải gì, phải phối lại, phải remix lại, phải cover lại mới dụ người ta được. Ví dụ như bói toán á, mà cái ông thầy bói mặc áo dài đen rồi đội khăn đắp rồi sao muốn rùa còn láo á. Bói toán ngày hôm nay phải là mấy cái trang, ví dụ như là hôm nay ra câu kinh thánh mà hôm nay Chúa muốn cho bạn là gì, câu kinh thánh mà Chúa muốn nói với bạn trong mùa Giáng sinh là gì, câu kinh thánh mà Chúa muốn nói cho bạn trong năm mới là gì. Bói toán đó, bói toán đó, anh em đang mở cửa cho cái thứ đúng tiếng nó vào trong đời sống của mình nhiều lắm anh em, đâu phải cái gì cái thấy kiểu Chúa là rêu qua Đức Chúa Trời đâu. Và dân sự Chúa này hôm nay bắt đầu gì, quay con hãy thấy có cái chữ Chúa là dù thế. Bây giờ mình nói bói toán mà kiểu kia còn đâu, nhưng mà bói toán mà Omega này, Mentes này, Lopa những cái kênh đấy. Và mỗi lần mà tôi lên tiếng, có nhiều người có vợ mục sư có tử nhân thạc sĩ thần học gì đó nói em đâu có tin mục sư, cái này chơi vui thôi. Còn có thằng nào mà hút trần mà tí mình nói em đâu có tin là cái nghiện đó mục sư, không tin kệ ông chứ ông hít vô là nghiện vậy thôi hả? Đâu có nói chuyện là em không có tin cái này là ma quỷ, tin không tin kệ ông, mà hay ông chơi cái đó là nó vô vậy thôi. Xin Chúa cho anh chị nhận ngày hôm nay nó nhiều trò lắm, chứ nó không có một đề tới. Chúa nói ma quỷ nó không có ngủ mà nó không có ngu, nó vòng vòng vậy hả? Rồi dưỡng sinh thế nghĩa yoga, nếu mà mình nói thiền nó là nó không có cho đâu, nhưng mà nói gì dưỡng sinh. Có bây giờ nó có mà những người mà làm ở trong văn phòng này, họ đặc biệt là những người mà quản lý nhân sự đó, họ đang theo học cái khóa là gọi là thiền tỉnh thức anh chị, mindfulness nó trong tiếng Anh này, và cứ đau bỏ cái gì đó mình ơi, đúng bây giờ
Israel mơ ước cho được cái tự nhiên như thật là lại ba anh áp tập tê. Bây giờ nó cho thờ la liền trừ rồng rồi quỷ thì sao, nếu mà để nguyên thì còn đâu người ta thờ, nếu mà có hai cái sừng đỏ đỏ đằng sau có cái đuôi mũi tay nhọn cái cầm thì chỉ về còn đâu. Rồng là nó chuyển thành khủng long dragon đó. Ở Việt Nam nghe chữ rồng là chỉ ứng ha, nhưng mà nghe chữ dragon cái mình thấy gì, quỷ là nó chuyển thành Pokemon. Pokemon là quỷ nhỏ bỏ túi ra nguyên răng của tiếng Nhật đi, rồi quay thú đến được các thể loại rồi ôm thôi cho con mình ôm ngủ ở trên giường trên đồ thách tha hồ luôn anh em ơi. Nó tràn lên rồi còn idol đó, tức là thần tượng này sao, thần tượng là nó đâu có để cho cái tượng gỗ tượng cái này được, mà nó là mình tôn sùng hay là mình thần tượng những gì mà cái văn hóa vô thần nó đang đề cao, mình tôn sùng thần tượng những gì mà cái xã hội này nó đang theo đuổi, nó đang tìm kiếm đó chứ. Ác là vậy đấy, ác là thờ hình tượng. Nhưng mà ác không chỉ là đơn giản là thờ hình tượng, mà ác còn là gì? Ai nấy làm theo ý mình cho là phải. Tức là mạnh ai nấy làm. Mà mạnh ai nấy làm có nghĩa là gì? Tôi là chúa của tôi à. Mạnh ai nấy làm có nghĩa là gì? Không có chuyện chân lý tuyệt đối, không có tầng chân lý tuyệt đối. Từ chúa hay kinh thánh à, thì cũng chẳng qua chỉ là một nguồn để tham khảo thôi ha. Chứ không phải là chuẩn mực tuyệt đối, không phải là quyết định cuối cùng đâu. Tôi nói với anh chị, nếu tôi và anh em không cẩn trọng, nếu tôi và anh em là không có cái kinh nghiệm cá nhân với Chúa, mình giữ cái mối quan hệ mật thiết với Chúa đó, thì tôi và anh em sẽ sâu vào cái tình trạng như thế này. Ngày hôm nay đó là dân sự Chúa, kể cả thậm chí nhiều đầy tớ Chúa đó, chỉ có quan tâm tới cái chuyện là it's worth, tức là cái cách đó có được việc không, cái cách đó có kết quả không, chứ mình không có quan tâm tới cái chuyện là cái đó có được bằng Chúa không. Nhiều khi mình áp dụng cái này, áp dụng cái mình không hỏi là ủa cái này kinh thánh cho phép không ta, mình không quan tâm chuyện đó, mình chỉ hỏi cái này nó có cho kết quả, cái này có hiệu quả không, nhét tiền cho mấy ông đứng thổi còi ngoài kia đó, mình chỉ quan tâm gì đó, cho mấy đồng để mình đi cho nó khỏe, mình phạm luật cần hơn á, nhưng mà mình muốn vậy, mình không quan tâm là Chúa vui hay Chúa buồn trong cái chuyện đó của mình chỉ quan tâm một chuyện thôi, được gì không được. Nhưng mà có hậu quả rất là nhiều. Nếu anh xem tỉnh táo một chút xíu, anh em ngồi, anh em lùi lại, anh em sẽ nhìn nhận gì? Tôi và anh em ngày nay rất là thỏa dễ dàng thỏa hiệp với thế gian. Tôi và anh em vẫn thờ đúng cái thứ mà thế gian nó đang thờ. Tôi và anh em không có quan tâm tới chuyện Chúa nghĩ gì, mình không có quan tâm tới chuyện Chúa có lợi gì, mình chỉ quan tâm tới cái chuyện là người khác sẽ nghĩ gì. Nếu mình áp dụng cái này, mình nặt cái kiểu đó, thì người khác sẽ nghĩ gì, mình có lợi gì thôi, chứ mình không quan tâm. Ở hậu thánh tôi có mấy em mà mặc chứ không biết, tôi không biết mua đen kiểu gì mà kiểu mặc đồ rách á, cái quần rách, cái quần rinh rồi nó rách te luôn. Hảo quá thì hảo quá lớn là thịnh vượng tài chính. Lúc nào cũng công bố là Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban phước dư dật rồi Giê-hô-va, Di-rê các thứ, mà ăn mặc cái gì ăn mài vậy em, mua đen cái gì đang công xưng gì linh nghèo khó rồi. Nhiều khi tôi và anh em sống ngược lại với cái niềm tin mà mình nói, mà đó là đi thờ phượng Chúa đó, có dám mặc cho vô chùa không, dặn họng liền cho ở đó. Nhiều khi tôi và anh em coi thường Chúa rất là nhiều, mà mình cứ nhìn Chúa ban phước sao nữa, mình không tôn trọng Chúa chút nào, Chúa nói mình không nghe, tức là mình không có đọc cái lời Chúa là số một là cao trọng, mình ơi Chúa ban phước quên chị ác là vậy đấy chứ, ác là thờ tượng, ác là ai nấy làm theo ý mình cho là phải, ác là khi tôi và anh em làm theo cái chuẩn mực của cái xã hội này chấp nhận, nhưng mà nó ngược lại với Chúa. Ác là khi tôi và anh em làm theo cái chuẩn mực hay là cái quan điểm của riêng mình, hay là nói theo kinh thánh á, là chúng ta làm theo ý mình cho là phải. Mà khi dân Chúa làm điều ác á, thì hậu quả làm sao anh chị? Chúng ta xem cái phần tiếp theo của câu 1 á, đó là Chúa phó chúc vào tay dân Marian trong 7 năm. Phó làm sao? Tôi đọc lại câu từ câu 3 đến câu 6 là khi Israel đã gieo giống, dân Marian nói với dân Abilet, dân Manian với dân Amalek và người phương Đông đi lên đánh Israel, đóng trại ngang người, phá hại mùa màng của xứ cho đến Gaza, và không để lại trong Israel lương thực gì hoặc chiên bò hay là lừa.
Vì chúng nó đi lên đem theo bảy súc vật và trại mình lót đến khang rồi một đám cầu gào. Người và lạc đà vô số đến trong xứ đã phá hại. Vì cớ dân Madian Israel bị nghèo, hậu bẩn chật nên họ kêu cầu cùng Đức Sư Hồ. Chúa phó là Chúa bỏ mặt ấy. Phó là coi như là bỏ mặt cho kẻ thù tự do, tha hồ, ức khiết, thắng thế, lắm khổ. Ngày xưa đó là kẻ thù của Chúa là dân Madian, của dân Chúa là Madian. Còn ngày nay là ai? Ma quỷ à? Bệnh tật này, đói nghèo này, nợ nần này, đổ vỡ này. Chúa phó anh chị. Nhiều học trò của tôi lúc còn ở Mã Lai nói Chúa mà nói nhiều cái là Chúa bỏ nè, Chúa phó. Nó nói ủa vậy thì cũng thấy với thầy, hỏi là sao? Chúa phó là mình muốn làm gì mình làm nè. Cái đúng giờ phó là tự do, nó muốn làm gì mình làm, mất nghe sướng hay. Nhưng mà đồng thời là thì đúng là Chúa không muốn làm gì hết rồi thì mình muốn làm gì mình làm. Nhưng đồng thời là chung cho ma quỷ nó tự do. Giống như Chúa phó mà anh đang ngủ mà nhà ai bây giờ mà còn mắt màng á, bỏ mùng á, mà phó có nghĩa là cuốn cái màng mình lên, cái mùng bảo vệ, cái màng nó bảo mình tối ngủ mình phải chứ đúng không? Tôi nghĩ là ít người bây giờ còn xài màng, nhưng mà có nơi vẫn còn thì thẻ cái màng đó mũi nó không có vô được, mũi xung quanh là đầy chứ không vô. Nhưng mà một khi điều gì sẽ xảy ra khi cái màng nó cuốn lên. Bữa tối đó là thằng Quý được bữa buffet ngon lắm, tươi lắm. Anh Chúa phó là vậy đó anh chị em, Chúa phó là tức là cái sự bảo vệ của Chúa đó, cái sự che phủ của Chúa đó, uống lên vậy thôi. Mà khi kẻ thù bị áp bức ức hiếp thì con dân Chúa làm gì anh em biết không? Họ không có kêu cầu đâu. Đầu tiên họ sẽ làm gì? Họ trốn tránh. Trốn ở đâu? Ở trong rừng núi, trong hang hốc, ở trong thành phố. Câu số 2 đó, vì sợ người Madian nên dân Israel làm cho mình những nơi ẩn náu ở trong núi, trong các khành và đồn. Khi bị áp ấy, họ làm gì? Họ bắt đầu họ tự xử cái đó. Tức là phải tự mình chống chọi, hay khi mà bị bệnh thì mình sẽ chống chọi, khi bị nợ thì mình chống chọi, tức là tự mình xử cái đó. Rồi thứ hai là họ tự xoay sở nuôi lấy thân và gia đình của mình. Câu 11 mà chúng ta thấy cái trường hợp của anh Gideon đó là anh đập lúa trong cái hầm hẹp nhỏ. Đoạn thiên sứ Đức Chúa đến ngồi với cái thông bốc ra thuộc về Joab, người Abiezeris. Gideon con trai người đưa đập lúa mặt ra trong bằng hát đặng giấu khỏi dân Madian. Anh này giỏi, tức là người ta chịu hết nổi nhưng mà anh cũng phải xoay sở được. Tức là khi mà làm ác thì hậu quả nó xảy ra, nhưng mà con điều tiếp là họ không nhận ra được. Họ chỉ thấy là cái hoàn cảnh thì họ tìm mọi cách để thích nghi với cái hoạn nạn đó. Rồi không phải dừng đó đâu anh chị em, khi bị kẻ thù áp bức khiến đó, con dân Chúa bắt đầu oán trách Chúa. Câu số 13 nói như này: Gideon thưa rằng, ôi Chúa, nếu Đức Chúa ở cùng chúng tôi, sao các điều này xảy đến cho chúng tôi? Các phép lạ kia ở đâu mà tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng Đức Chúa há chẳng có đem chúng ta ra khỏi xứ Ai-cập sao? Và bây giờ Đức Chúa từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào dòng này. Chúa không phải mình, tức là lúc mà mình quặn này mình gặp khó khăn là mình nghĩ Chúa bắt đầu. Anh em bao nhiêu lần đó, bao nhiêu lần anh chị em kêu lên là Chúa ơi tại sao lại như vậy? Có khi nào anh chị em khi đang ở trong cái tình trạng mà bị chèn ép, bị bệnh tật, bị khổ nạn, anh chị em kêu lên với Chúa ơi tại sao Chúa lại thế con như vậy? Giống y chang là dân Israel trong cái thời của Gideon, mà Gideon đại diện nói lên vậy, Chúa bỏ. Nghe mấy cái thế hệ trước tôi kể phép lạ dấu kỳ rồi nó câu rồi bây giờ sao tôi thấy có thấy gì đâu, thấy Chúa nói gì đâu, mấy người kể hậu đó ba mươi mấy năm trước là Chúa làm điều này kêu giờ có thấy gì đâu. Ủa nếu Chúa mà ở cùng chúng tôi thì đâu, mặc dù sáng nay mình hát cái bài là em mới nè, tức là được cái trời ở cùng chúng ta, nhưng mà nhiều khi mình hát hát thì mình nói chứ hậu người bệnh không có thấy Chúa đâu. Hậu cái bị nợ ta thấy Chúa đó, nó bị lửa quấn tùm lum ta thấy Chúa đó. Cái lòng tin của mình về Chúa đó nó không còn, nó phôi pha. Rồi có khi nào anh chị em có nghe ai đó gào đó, trời ơi tại sao không phải vậy? Hai đứa nó quen nhau giờ nó không đến nhau rồi, cái thằng này nó nói tại em, cái nhỏ kia nó tại anh đó anh chị,
thằng này nói tại em đó mà con kia nó tại anh đó, cái cuối cùng hai đứa không đứa hận đứa nào cái luôn, nó chỉ là như kia, nó tại trời xui khiến cho nên đôi đứa mình mới xa nhau, chứ không? Anh em để ý giùm tôi câu số 6. Vì dân Maria mà dân Israel bị nghèo đói khốn khổ thì họ kêu cầu thần Đức Giê-hô-va. Anh em biết khi nào họ mới chịu kêu Chúa không? 7 năm họ mới kêu, tới gần thứ 7 rồi. Sau khi chịu khổ đến 7 năm tức là dùng đủ các tức là tự cứu với mình trước khi trời cứu, còn nước còn tác nó làm đủ hết rồi đấy. 7 năm họ kêu. Tại sao phải thở 7 năm mới kêu? Đó là cái bản tánh ương bướng cứng, tức là gọi là cứng cỏi cố hữu của chúng ta đang xem. Anh em ơi, có thể ai đó trong anh chị em đang ở trong những cái sự thử thách rất là nhiều, đang ở trong hoàn nạn, đang ở trong khó khăn, hãy ngẫm lại xem tôi và anh em có còn giữ cái lòng thân sân chân thành là vừa khi gặp khó là mình đã quỳ cầu được. Nhưng nhiều khi ngày hôm nay mà mình gặp rắc rối, nhớ ngày xưa mà thí dụ mình đang nhóm tự nhiên mấy ông vô thăm cái tự nhiên anh ôi mà chồng đặt cái thằng thằng chú 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 không phải là tội nguyện của Chúa đâu, mà lúc đó đặng để cắn ngang lên tâm thôi, mà mở miệng cầu nguyện nó mới rằng đâm, nhưng mà thật ra là để gì đau thôi chú mà rồi thôi. Anh em nhiều khi tôi anh em cầu nguyện mình không có tin, đừng có chờ tới mấy năm rồi mới kêu nha anh chị, đừng có chờ đến lúc bác sĩ nó nói thời kỳ cuối rồi lúc đó kêu. Chẹp ơi mới ho sổ mũi mà mình không tin rằng cái đức tin mình chưa đủ để tin là Chúa chịu lành, mà chờ tới thời kỳ cuối lúc đó mới kêu còn lâu. Nhưng mà có một điều anh em nghe, dù những dân sự Chúa đó họ ngang bướng như vậy đó, họ vô tính như vậy đó, nhưng mà khi họ kêu cầu cùng Chúa đó thì có một điều đặc biệt là Chúa liền đến để trả lời. Chúng ta xem từ câu 7 cho đến câu 10. Bây giờ vì dân Israel đã kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc dân Maria, nên Đức Giê-hô-va sai một đấng tiên tri đến cùng dân Israel. Người nói cùng chúng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, rút các ngươi khỏi nhà nô lệ, giải cứu các ngươi khỏi tay người Ê-díp-tô và khỏi tay hết thảy kẻ hà hiếp các ngươi, và đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi. Ta đã ban cho các ngươi xứ của chúng nó và có phán rằng: ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, chớ sợ các thần của dân Amorít tại trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng các ngươi nào có nghe tiếng ta công chỉnh cái echo mà không thể. Có một cái bài học ở đây, tôi và anh em có thể học từ cái sai lầm của người khác. Nhớ là tôi và anh em có thể học từ thất bại của mình, nhưng cái giá trả đắt lắm. Còn học từ cái sai lầm của người khác thì nhiều khi miễn phí anh chị. Bao giờ cũng vậy nha, trước khi cái sai cái sự giải cứu đến thì Chúa sai cái sự sửa giải đến. Chúa sai cái sự sửa giải đến trước, rồi mới có cái sự giải cứu đến sau. Nhưng mà Kinh Thánh Chúa nói gì? Nhưng dân sự Chúa thì nào có chịu nghe tiếng Chúa. Nghe ở đây là nghe theo đó anh chị em, tức là vâng lời á, tức là listen to obey á, chứ không phải nghe mà là đơn thuần là nghe nói. Chúa nói gì? Ta đã nói hết rồi, giải diễn giải được các là lý do nguyên nhân nào mà các người không chịu nghe. Hãy để ý được. Khổ quá, tức là bị thiếu đói, bị chèn ép, bị ấp bức các kiểu á, nên nó mới kêu cầu Chúa. Không tắt cái này coi như này, tắt hẳn này. Nhưng mà anh em biết không, người ta kêu là vì họ thấy cái hiện trạng thôi, chứ họ không có để ý đến nguyên nhân. Họ cầu xin Chúa giải quyết cái nan đề là vì khổ quá, Chúa ơi chịu hết sức Chúa ơi. Họ chỉ xin cái câu trả lời thôi, chứ họ không sẵn sàng thay đổi. Đây chính là cái vấn nạn mà tôi và thân cận tôi nghe quen quá mà. Mình suốt ngày mình kêu ơn Chúa, xin cắt cái nạn này khỏi con, rồi sao xin ban cho con khỏi uống chén này, rồi xin tống khứ cái ác này khỏi con, rồi xin chữa lành cái bệnh này cho con. Chứ mình không bao giờ mình hạ lòng xuống để mình nghe gì, tại sao cái điều đó lại xảy ra với mình, hay là đâu là cái điều mà mình cần phải thay đổi. Anh em hãy để ý rất thật, nhiều khi tôi và anh em chạy đến với Chúa đó thì mình chỉ cầu nguyện tắt cái echo thôi, tắt cái con kêu lên. Nhiều khi tôi và anh em chạy đến với Chúa đó, à không được là sao vậy? Nhiều khi tôi và anh em mà chạy đến với Chúa đó là mình chỉ xin gì? Có câu trả lời. Chứ mình không có quan tâm là tại sao chuyện đó xảy ra. Mình không có chịu hại xuống để nghe Chúa nói là
Con à, cái vấn đề ta cần phải thay đổi như này, thay đổi như kia, thay đổi như nào. Không, mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm có một chuyện thôi à. Mình chỉ quan tâm là làm sao mà hết cái chuyện đó thôi. Thế thì mình bị bệnh, mình tới, cái mình nói nhà học sinh cầu nguyện, cái sao giờ sao. Bởi vì nhiều khi bệnh tật của chúng ta đó, nó vì một cái chuyện gì đó nó xảy ra, chứ nó không phải là đơn thuần là nó mình ra kia bị mắc mưa hay cái gì. Nói cái khác là gì? Tôi và anh em dễ lắm là không có sẵn sàng chịu trách nhiệm về những gì mình đã phạm. Dễ lắm tôi và anh em không có sẵn sàng chịu trách nhiệm về những gì mình đã gây ra, những gì mình đã làm. Tôi và anh em tin thờ Chúa, nhưng mà phần đông chúng ta chỉ mới dừng lại ở cái mức độ là nhìn nhận Chúa là cứu Chúa của chúng ta thôi. Tức là mình bị gì mình kêu Chúa tới giúp, tới cứu, chứ mà mình chưa tiến tới cái mức độ là Ngài là Chúa, tức là chủ của mình. Phần thân chúng ta tin Chúa, chúng ta gọi Đức Giêsu là Chúa, nhưng mà thật ra Đức Giêsu chỉ mới là cứu Chúa của mình thôi ha. Tức là mình khi gặp rắc rối gì mình kêu Chúa ơi cứu con. Chứ còn mà Chúa, nhưng mà chưa tới cái mức độ là Chúa là chủ của mình, tức là Chúa chưa thiên, Chúa thiên chủ là chủ của mình, mà chủ là thì chủ muốn gì là mình phải làm, chứ mình không có quyền. Ngày hôm nay đấy, cái phiên bản hiện đại nhất của cái chuyện này là khi tôi và anh em gặp nan đề rắc rối thì mình chạy đến mục sư, mình chờ nhờ mục sư cầu nguyện phát hết bệnh, gỡ giận nó không bì sao nha, không có nợ nặng ai nha. Còn nếu không làm thì mình nói sao? Ông bà không có ơn. Đúng rồi. Chạy vô khác. Anh chị ơi, nếu tôi và anh chị chỉ trông đợi cái sự chữa lành, sự giải cứu, giải quyết nan đề hay là nợ nần mà chỉ bằng cái sự cầu nguyện của ông mục sư, còn mình không có sẵn sàng thay đổi, mình không có sẵn sàng điều chỉnh, mình không có sẵn sàng cộng tác, thì tôi nói anh em này, cho dù quỷ có bị đuổi đi, cái bệnh của mình có được lành đi nữa thì cũng chỉ được dầm bữa nửa tháng à, nó sẽ trở lại à. Tại sao? Vì gốc rễ nó chưa có được xử lý. Ma quỷ đâu có dễ gì nó bỏ cuộc đâu anh xem. Dân ma đi ăn thuộc linh nó không có dễ bỏ cuộc đâu. Đây là lý do mà Chúa Su khi mà chữa lành cho cái anh bị bại liệt á, Chúa dặn ảnh ở trong gian đoạn 5 câu 14. Sau đó Đức Chúa Giêsu gặp người này trong đền thờ thì nói với anh ta, này ngươi đã được lành bệnh rồi, đừng phạm tội nữa. À, có điều gì tệ hơn xảy đến cho người chết. Nếu tôi và anh em đến với Chúa để tìm câu trả lời, không có gì sai trong chuyện đó cả. Nhưng mà hãy nghe Chúa nói với mình điều gì, điều gì mình cần phải thay đổi, điều gì mình cần phải điều chỉnh. Nhiều khi cái nhìn của tôi và anh chị em về tội lỗi đó nó khác hoàn toàn với Chúa. Mình nghĩ cái chuyện này là ok mà, nhưng mà Chúa nói gì đó là ác. Nhiều khi tôi và anh em đến với Chúa là chỉ là Chúa thì con xin là Chúa cho, Chúa hứa rất là rõ ràng là hãy xin sẽ được, mà Chúa nói ok, không khó khăn gì với Chúa đâu. Cái vấn đề không phải là khó gì với Chúa, nhưng mà rồi nếu cái đó mà cái tay này mà rửa không sạch chẳng hạn thì nó chẳng ý nghĩa gì. Khi anh em đi bệnh viện đi bác sĩ đi, người ta cho thuốc đó, thì có những cái trường hợp người ta nói cái bệnh này phải kiêng cái món này nghe, không được ăn cái này, không được, có không anh xem? Có. Mà mình phải giữ vậy ra thì cái thuốc nó mới hiệu nghiệm, còn không nó không hiệu nghiệm. Nhưng mình đến với Chúa mình nghĩ sao? Không quan tâm, cứ đến nha thôi. Thế mà cầu nguyện được thì mình nói thuốc ông này linh nè, không được mình ơi, Chúa ơi, đào đi Chúa anh em ơi, hãy thay đổi, hãy thay đổi. Trước khi sai sự giải cứu đến thì bao giờ Chúa cũng sai cái sự dạy dỗ hay là quở trách. Đừng có trở nên vô tính và đừng có trở nên cứng lòng như dân Israel, để Chúa phải nói gì? Người nào cũng nghe tiếng ta. Có điều gì mà Chúa muốn anh chàng thay đổi mà đến giờ này anh em vẫn chưa chịu thay đổi? Có điều gì mà trong mối quan hệ vợ chồng, trong cái việc nuôi dạy con cái, trong việc làm ăn buôn bán, trong cái quan hệ với những người lãnh đạo thuộc linh, Chúa muốn anh chàng thay đổi mà đến giờ này anh chàng vẫn chưa chịu thay đổi? Chúa sai tôi đến với anh chàng sáng hôm nay và để nói với anh em một điều thôi, đừng có trì hoãn nữa, hãy nhanh chóng vâng lời đi. Đừng có dạy dột giống như ông Pharaoh cái năm xưa mà khi Môi-se hỏi vậy chứ, khi nào thì bệ hạ muốn cho ít nháy tránh xa bệ hạ và khỏi cung điện của bệ hạ. Ông nói đó, ngon lành, chưa mở đâu, ngày mai.
Why, tại sao không phải là now, không phải là bây giờ? Ngán tới áp dầu nó trèo lên giường đến rồi, sao thấy ghê quá rồi. Ông ngồi xe, ông là xin ngươi cầu nguyện để Đức Chúa Trời làm cho nó lì ra. Ông ngồi xe hỏi, khi nào về hả? Mai. Mà tại sao không phải là bây giờ, ngay lập tức? Nhiều khi tôi và anh em đi thờ phụng Chúa, tôi và anh em khi đọc Kinh Thánh, đang suy gẫm lời Chúa, Chúa chỉ là mình một cái điều gì đó. Nhưng mà mình nói gì? Mai. Anh em ơi, tôi nói với anh em điều này, ma quỷ nó rất là tinh vi. Nó không bao giờ nói với anh em là Chúa không chỉ có làm cho ngươi. Nói vậy là mình phạt vô mặt nó liền. Mà nó nói gì? Chúa sẽ chữa lành cho ngươi. Có câu chuyện là mấy ông khách nước ngoài mà không tới đi du lịch ở các cái nước nghèo thiếu như mình nè, nước Việt Nam mình là thường thường sáng sớm không ra khỏi khách sạn là cái đám đánh dài lắm, rồi nó lượn lờ nó lây xung quanh, nó có mờ đánh dài đó là gì à? Thì nói gì mà chỉ có gặp đầu là bắt đầu biết là đuối thôi. Có bữa nào có cái ông kia ông phát hiện một cách rất là tuyệt vời, hãy vừa trong khách sạn ra là đám nhỏ buông xung quanh là hello sir đánh dài. Ông không nói là không, bởi vì nó không kiểu gì nó cũng làm đâu mày chưa. Ông nói mày nghe. Ông hỏi nó là không đánh mà ông nói mày nghe. Thế là mấy anh nhỏ tán ra hết. Mà quỷ nó cũng dùng đúng cái chiều đó, đó. Nó sẽ nói là anh em gì? Mai đi chứ đừng có ổn. Nếu Chúa bỏ anh em hãy ăn năn thì hãy ăn năn. Nếu Chúa bỏ anh em hãy thay đổi thì hãy thay đổi. Nếu Chúa bỏ anh em hãy xin lỗi thì hãy xin lỗi. Đừng có trì hoãn anh chị. Khi dân sự Chúa phạm tội hay làm ác thì Chúa kỷ luật họ. Nhưng mà một khi họ kêu cầu thì Chúa liền đến giải cứu họ. Vì cái nguyên tắc cụ thể hiện rất là rõ ràng là trong Roma đoạn 10 câu 13 đó là phàm ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nên phải có một cái hy vọng cho tôi và anh chị, cho tất cả những ai đang khốn khổ ở trong hoạn nạn, trong nạn này, là Chúa sẽ đến giải cứu người đó nếu người đó kêu cầu Chúa. Amen. Kêu lên với Chúa. Nhiều khi tôi và anh em lầm lầm, nhiều khi tôi và anh em kêu than chứ không phải kêu van. Mình kêu ra với người này người kia thế đó, nhưng mà với Chúa thì không. Yeah. Anh chị em hay là người thân của anh chị em có đang gặp rắc rối, có bị khốn khổ? Gia đình của anh chị em, hôn nhân của anh chị em, công ăn việc làm của anh chị em có đang gặp rắc rối, hãy kêu lên với Chúa. Đừng có đợi đến 7 năm như dân Israel nha anh chị em. Đừng có đợi đến 7 năm rồi mới kêu, mà hãy kêu ngay hôm nay. Kêu cầu Chúa để nhìn thấy được cái sự giải cứu của Chúa. Nếu mà anh chị em còn đang kêu cầu Chúa cho cái tình trạng của chính mình hay là của gia đình thì mình chỉ có một điều chắc chắn là Chúa đang đến. Chúa đến để trả lời cái điều anh chị em cầu xin. Chúa đến để giải cứu anh chị em. Vì Chúa hứa gì? Phàm ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Mà trước khi cái sự giải cứu đến thì phải nhớ là có cái sự dạy dỗ hay là sự quở trách cũng sẽ đến. Hãy sẵn sàng ăn năn, sẵn sàng thay đổi. Nếu Chúa nói là hãy thay đổi, vì Chúa có hứa như này trong Ngôn Ngữ 28 câu 13 là người nào giấu tội lỗi mình thì sẽ không được may mắn, nhưng ai xin nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót. Như vậy thì cái điều đầu tiên mà chúng ta học ở đây đó là cái nhìn của chúng ta về tội lỗi nó khác với cái nhìn của Chúa về tội lỗi. Và cái cách mà chúng ta giải quyết vấn đề đó nó cũng khác với cái cách của Chúa. Đời khác trời là vậy đó. Nhưng mà chưa hết nha, chúng ta còn khác Chúa trong cái nhìn của về chính mình, chính bản thân của mình. Chúng ta đi qua phần thứ hai, cũng là phần cuối cùng, khác nhau trong cái nhìn về chính mình. Dù con người, dân sự Chúa, ở đây là dân sự Chúa đã có thất bại, nhưng mà Chúa là không bao giờ thất bại. Dù tôi và anh em có thất bại trong cái đời sống tin kính, dù hậu thánh có thất bại trong việc thực hiện sứ mạng của Chúa giao phó, nhưng Đức Chúa Trời thì không bao giờ thất bại. Dù tôi và anh em có buông mình ra trong tội lỗi hay là có miệt mài trong tội lỗi, dù tôi và anh em có cam chịu số phận hay là cam chịu sống chung với cái sự hành hạ của ma quỷ, dù chúng ta không còn tin rằng tương lai của chính mình, tương lai của con cái mình, của hậu thánh sẽ thay đổi đi nữa, thì Đức Chúa Trời vẫn không ngưng làm thành cái mục đích của Ngài ở trên đời sống của chúng ta. Ngài không bao giờ dừng lại cái việc Chúa làm ở trên hậu thánh của Chúa. Anh em để ý cái câu chuyện này, là một ngày bình thường như bao nhiêu ngày bình thường khác, Chúa đến để giải cứu dân sự của Ngài.
Chúa đến để trả lời cái điều mà dân sự Chúa cầu xin. Có phải vì dân Israel cái thời ghi đơn là xứng đáng để được giải cứu không? No. Có phải họ đã hoàn sơn sạch tội lỗi hay không? Không. Có phải họ đã chuẩn bị sẵn sàng mà không? Cũng không luôn. Chúa đến vì Chúa là Đức Chúa Trời thành kính anh chị. Chúa đến vì Ngài là Đức Chúa Trời chậm nóng giận hay làm ơn và đầy sự thương xót. Chúa đến vì Ngài đối xử với tôi và anh em không có theo sự vi phạm của chúng ta, mà Ngài đối xử với chúng ta theo lòng nhân từ lớn lao của Chúa. Chúa đến như nào? Chúng ta xem câu số 11. Đoạn thiên sứ của Đức Chúa Trời đến ngồi với cái thông Ophra thuộc về Joash, người Abiezeris, Gideon con trai người đang đập lúa mặt trong bàn ép đặng giấu khỏi dân Maria. Trong tiếng Việt, cái từ mà thiên sứ của Đức Chúa Trời này là dịch giống như là một vị thiên sứ bình thường, tức là dùng cái mẫu từ không xác định là anh á, an angel. Nhưng mà trong nguyên văn á là dùng cái mẫu từ xác định là the. Có nghĩa đây là một vị thiên sứ khác, và theo ý người ta tin đây chính là ngôi hai Thiên Chúa trước khi thành nhục thể. Nhưng mà dù là vị đại diện này là ai đi nữa, tức là về sau mình biết đây chính là Chúa đó. Quá bình thường đúng không? Đến ngồi dưới gốc cây vậy thôi à. Chúa mà không khác gì một cái người khách qua đường ngồi nghỉ mệt trên đơn trời á. Có thể nhiều người trong cái gia đình của Gideon cũng thấy nhưng mà không ai để ý. Chúa đến thăm viếng này, Chúa đến giải cứu một cách rất đổi bình thường và đột ngột vậy. Nếu anh em đọc kỹ sách Công Vụ các sứ đồ, anh em luôn luôn thấy mỗi khi Chúa làm gì là thân hình. Tức là dân Israel có kêu cầu với Chúa, dù là họ đứng lòng tới 7 năm họ mới kêu, nhưng mà họ không có chờ đợi là Chúa đến giải cứu theo cái kiểu như vậy. Có thể anh em đã từng cầu nguyện kêu xin với Chúa nhiều ngày tháng qua cho việc phóng hưng hội thánh của Chúa, sự thăm viếng Chúa trở lại, nhưng mà thấy đâu có cái gì, không có cái dấu hiệu gì xuất hiện là Chúa sẽ trở lại, Chúa sẽ đến để làm đáp ứng cái nhu cầu của mình. Có thể anh em cầu nguyện cho hôn nhân của mình, cho công việc làm của mình, cho nợ nần của mình, cho sức khỏe của mình, mà dường như anh em không có thấy có cái dấu hiệu nào. Anh em ơi, hãy cảm thận, Chúa đến rất đậu bình thường này này, giống như một người bình thường, không có cái chút gì mà giống như mình đang hình dung là Chúa sẽ hiện ra như vậy đúng không? Mình nghĩ là Chúa mà hiện ra giải cứu rồi, hãy tự nhiên ở đâu cái kia cây gió luôn, nó xung quanh cái cây nó rung lá rồi hết rồi chim bay tứ tán, tự nhiên cái kia một cái luồng sáng xẹt xuống cái ầm. Tự nhiên thấy ông ở đâu lại ngồi giống như là đi đường nắng qua vô tụt mát vậy thôi. Nhiều khi tôi bạn em không có chú ý học tức là cái sự hiện ra của Chúa đó, cái sự thăm viếng của Chúa đó, nó không giống như mình mong đợi, cho nên khi mà Chúa đến gặp mình đó, mình bỏ ngoài tay hết tất cả mọi gì. Hãy cẩn thận điều này, đó là cách của Chúa. Thiên sứ xuất hiện, thiên sứ mấy ông kia xuất hiện mà đá lăn một cái tôi đừng ông kia, nhưng mà Chúa đấy, Chúa, bởi vì nếu mà Chúa mà như vậy người ta chết mất là sao chết mất, ai để ý? Bởi vậy cho nên ông mới đặt cái tên là Jehovah Shalom á. Ngày hôm nay nó có cái đàn về, nhiều khi cái sứ giả thật của Chúa đấy thì mình không có nghe, vì mình không có nghĩ rằng là sứ giả thật là sẽ như vậy. Còn cái đó mà nó giả lòng thiên sứ sáng láng ở đấy thì mình lại nghe, đó mới đau đó. Đó là sự tỉnh thức cho tôi. Chúa đến rồi Chúa nói gì với video câu số 12. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và rằng: hỡi người dũng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng người. Cho nên người ta đã sợ hết rồi, người ta đã trốn trong cái hầm ép nhau để đập lúa rồi, mà tới đây ngồi nè, chèo càng đảm dữ vậy. Ông này ông đợi nghĩa tôi nè, ông nói cái nghĩa này, ông khinh dễ tôi nè. Không biết ông này có lộng diện vậy, ông nhầm người không? Ông này ở đâu phải ra phát sanh dầu vậy? Nếu mà ông biết cái thân phận tôi vậy, ông không dám phán ẩu vậy không? Tất nhiên người ta đã trống năm nay mà nói dũng sĩ là dũng sĩ cái gì? Một bản dịch khác là người chiến sĩ căng đảm. Vậy nên bởi vậy cho nên ông nói phân trọng vậy là câu số 15 nói: thang ngôi hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chị giải cứu Israel. Kìa, trong chi phái Manasse tôi, họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Trong mắt của Chúa đó, Gideon là một dũng sĩ hay là một chiến sĩ căng đảm. Nhưng mà trong cái nhìn của chính Gideon hay là cái nhìn của con người á,
thì Gideon sẽ là đứa nhỏ nhất nhà, nhà nó là yếu nhất họ, mà họ nó là bé nhất chi phái, mà chi phái của nó là nhỏ nhất Israel. Chưa kể là Gideon là người nhút nhát, chưa có kinh nghiệm gì về Chúa hết đó, không cũng không có mơ ước làm lãnh đạo hay là dạy hướng dẫn như vậy, không ai. Đời khác đời là vậy đó anh chị. Tôi nói anh em điều này, người đời đó khi họ nhìn Abraham họ nói gì? Các ông này không giàu nhưng mà tuyệt tử, nhưng mà Đức Chúa Trời thì gọi nhìn ông là gì? Cha của nhiều dân tộc. Người đời gọi Gia-cốt là cái thằng nắm gót hay là cái tay chuyên dối gạt, nhưng mà Đức Chúa Trời gọi ông là hoàng tử của Đức Chúa Trời Israel. Nếu anh chị em chỉ nhìn mình như những gì mà người ta nói về anh chị em, lùng xấu mặt vô duyên hậu đậu hết tác, ví dụ vậy, và nếu anh chị em tin những cái điều đó thì anh chị em thật sự là đang giam mình trong những chiếc hầm, những cái chiếc hố tự ti sợ hãi, và ma quỷ nó luôn khích lệ anh chị em cứ tiếp tục sống trong cái hầm đó đó. Hãy nhìn chính mình như Chúa nhìn mình. Chúa gọi Gideon là chàng dũng sĩ, Chúa gọi anh chị em là tạo vật mới của Đức Chúa Trời, Chúa gọi anh chị em là đại sứ của Đấng Christ, là thầy tế lễ hoàng gia, là hoàng tử, là công chúa của Đức Chúa Trời, là người được Chúa chọn để là gì? Để thành công chứ không phải để thất bại. Chúa chọn anh chị em để làm nguồn phước cho muôn dân trên đất, tức là làm người giúp đời chứ không phải báo đời. Nhiều khi tôi bạn em cứ nhìn mình như là người ta nhìn mình, mà mình không chịu nhìn mình như Đức Chúa Trời nhìn chính mình. Cho nên tôi và anh em cần phải học cái cách nhìn vào chính mình như Chúa nhìn anh chị em ấy, và kiên quyết cự tuyệt chống trả lại những cái ý tưởng, những hình ảnh sai tập mà ma quỷ nó cố đem vào trong tâm trí của anh chị em. Hãy học cái cách nhìn, cái cách đánh giá người khác cũng vậy. Hãy học cái cách nhìn, cách đánh giá những thành viên ở trong gia đình của anh chị em như Chúa nhìn thấy. Chúng ta không nhầm, chứ Chúa không có nhầm đâu. Vì không nhầm Chúa mới chọn Gideon, và vì không nhầm cho nên mấy chú mới chọn anh chém. Anh chém có biết chuyện đó. Có lần nào thì tôi chia sẻ cho cái hội thánh của cái mà bây giờ là nhóm mình dưới anh chém, nói với người mẹ với đứa con, nói là nhiều khi cha mẹ đó là cứ đối xử với con cái giống như nó là con của mình, nhưng mà mình quay nó một cái khía cạnh, nó là hoàng tử của Đức Chúa Trời. Cái là anh của con sau bị nhốt xong ra anh nói mẹ nhớ nha, con là hoàng tử, con vua đó, cho nên đối xử nó cũng phải vừa phải. Nhiều khi tôi và anh em không có ý thức được chuyện này đâu, nhiều khi cái cách đối xử của tôi và anh em nó sẽ được thay đổi khi cái nhìn của chúng ta về người khác á, theo cái nhìn của Đức Chúa Trời đối với họ. Còn nếu tôi và anh em cứ nhìn người khác, dù là mình ở trong Chúa hay mày, mình nhìn người khác theo cái mà con người nhìn người ta đó, tôi đảm bảo anh em không sẽ không có cái cách hành xử đúng. Mà khi họ đã hành xử mà không đúng rồi ấy, thì thương tổn rồi, thân rẽ rồi, đổ vỡ rồi, thùng lặng, kính thương các thể loại. Xin Chúa chúc cho tôi và anh em nhận ra được những gì mà Chúa đang nhìn thấy chính mình. Hãy nói về chính mình như Chúa nói về mình, anh chị em, chứ đừng nói về chính mình như là người khác nói về chính mình. Tôi nhớ lần lúc đó tôi còn ở Malai, tôi về Việt Nam trong một cái buổi huấn luyện, thì có một cái người chị em nói tiếng lên, cô đó cô sinh hoạt ở trong nhà thờ của nhà tôi, cầu nguyện cho cái đứa con của cô. Lúc đó là thằng con nó ở bên nước ngoài mà nó bắt đầu nó gọi là bỏ, không còn đi nhóm nữa lại. Thì khi tôi chuẩn bị cầu nguyện cho cô ấy, thì Chúa tỏ cho tôi cái phần kinh thánh ở trong Sáng Ký đoạn 1. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, và đất là vô hình và trống không, sự mờ tối trên mặt vật, Đức Chúa Trời vận hành trên thần, Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước, là Đức Chúa Trời phán phải có sự sáng. Tôi nói với cô rằng là tôi biết là chị thường xuyên cầu nguyện cho con mình trong những ngày vừa qua, nhưng mà Chúa nói với chị là bây giờ chị thay đổi lối cầu nguyện, thay vì nói cầu nguyện là chị, thay vì chị nói những gì chị nói với Chúa, những gì mà chị thấy là nó hiện tại, thì chị bắt đầu thay đổi là chị hãy nói với Chúa về những gì Chúa muốn thấy trong đời sống của nó. Bởi vì sao? Bởi vì cái câu chuyện đó là Chúa bước ra là Chúa thấy là trời đất nó tối hù hà, nó chưa có hình hồi hết. Mà nếu Chúa mà nói về những gì Chúa thấy, Chúa nói
Chàng ơi, sao mà mọi thứ nó tối hậu vậy cha? Gì mà tối hơn cái tiền đồ của chị dậu luôn á. Không hình thù gì gáo trơn rồi. Nhưng mà không, Chúa không có nói là những gì Chúa thấy, mà Chúa nói những gì Chúa muốn thấy. Cái điều Chúa muốn thấy là phải có sự sáng. Và anh em biết ông, 3 tháng sau tôi trở về Việt Nam lại, tôi gặp một cái thanh niên ở Yên Cẩn như mình. Em tiếng mày nói cảm ơn mục sư vì đã cầu nguyện lắm. Thầy chưa có gặp con lần nào à. Rồi em mới kể hết cái chuyện. Nó đúng là thầy chưa có gặp con, nhưng mà thầy đã mục sư cầu nguyện cho mà em hướng dẫn lại cầu nguyện và Chúa nhận lời bây giờ. Chúa thành viên ông đó. Cho nên tôi nói với anh chị, hãy nói về chính mình như Chúa nói, Chúa muốn thấy. Anh em hãy cầu nguyện cho hôn nhân của anh chị em, cho con cái của anh chị em, cho công việc của anh chị em, cho chức vụ của anh chị em, cho hội thánh này. Không theo những gì mắt anh em hiện đang thấy, mà hãy nói như những gì Chúa muốn thấy. Chàng ơi, nếu mình mà thấy mình mà thấy đi đâu mà đang cúng rúng ở trong cái hầm thì cái hầm ác lượng nào có to. Chàng ơi, ông này là thổ đế nè, mình sẽ nói vậy chứ. Nhưng mà Chúa không nói vậy. Chúa nói những gì mà Chúa muốn thấy được video là hỡi người dũng sĩ. Amen. Chúa cho tôi là nên nhận thấy có một cái sự khác biệt. Và chính cái sự khác biệt mà Chúa nhìn đó, nó sẽ giải phóng con người ta. Chúa hiện ra cái video rất đậu bình thường, nhưng mà cái lời Chúa phán về video, cái điều mà Chúa muốn nhìn thấy là video thay đổi cái người thanh niên. Chúa chọn Gideon để làm gì anh chị em? Câu số 14, Đức Giê-hô-va say lại cùng người và phán rằng: hãy dùng sức của người vẫn có mà đi giải cứu Israel khỏi tay dân Midian, ta há chẳng sai người sao? Hãy đi, hãy khởi động, hãy hành động, hãy dùng sức người, tức là hãy dùng những gì mà anh chị em hiện đang có đó để mà giải thoát, thay đổi gia đình của anh chị em, người thân của anh chị em, công an việc làm của anh chị em, sức khỏe của anh chị em. Điều này có nghĩa là gì? Đừng có nhìn vào những gì mà anh chị em không có, hãy nhìn vào những gì anh chị em đang có. Bây giờ tôi nói anh chị em, cái chai nước nó đang có trước mặt tôi là dễ thấy hơn hay là một cái chai Coca đây mà tôi không có? Tôi hỏi lại để anh em có thể, cái chai nó đang có trước mặt tôi đây thì tôi dễ thấy hơn hay là cái chai mà nó không có? Cái chai đây chứ, đúng không? Nhưng mà lấy của anh, cái tờ nó khổ như này mới đau nè. Cái thứ mình có là mình lại không thấy, mà mình toàn thấy cái thứ mình không có không à? À đúng rồi. Anh em nhẩm coi. Dạ em không có ơn đó học sinh. Dạ em không có phương tiện học sinh. Dạ em không có điều kiện. Sao cái có không thấy? Cái có sợ sợ chứ mà những gì mình có thì mình không thấy, mà mình cứ thấy cái không có ở đâu mà cái không có tại sao mình thấy? Thấy của người ta. Thấy của người ta có. Dạ em chịu câu khiêm tốn một xíu. Khi Chúa tạo nên tôi và anh em là Chúa đã có cái mục đích sẵn rồi. Chúa nói với video là gì? Hãy dùng sức người sẵn có, tức là hãy dùng cái mà người đang có đó. Chúa không bao giờ sử dụng cái thứ mà Chúa không bao giờ cho tôi và anh em, tức là Chúa không bao giờ dùng tôi và anh em với những thứ mà tôi và anh em không có. Những gì mà tôi và anh em có chính là những công cụ, những phương tiện mà Chúa muốn tôi và anh em sử dụng để giải cứu chính mình hay là giải cứu người khác đó. Anh em có cái gì? Môi-se có cây gậy, cái em bé trai kia đó là có 5 cái bánh và 2 con cá. Mary thì có gì? Có loại dầu. Joseph Arimathea thì có cái ngôi mộ trống. Còn cái ông Simon người Sirene ông không có gì hết, thì ông có cái đôi vai trần để gánh cái vết phần tự nhiên của Chúa. Anh em có cái gì? Hãy dùng chính những gì mà anh em có đó để đáp ứng lại cái lời mời gọi của Chúa. Amen. Hôm nay là Chúa sai tôi đến để nói với anh chị em rằng hãy đi dùng những gì mà anh chị em hiện đang có đó để giải cứu gia đình của con, để giải cứu hôn nhân của con, để giải cứu con cái của con, để giải cứu người thân của con, để giải cứu tài sản của con. Đừng có chờ đến lúc anh chị em phải có điều này điều kia rồi anh chị em mới amen, mới thưa vâng với Chúa. Anh em ơi, đừng có chậm chờ trì hoãn nữa, hãy nhìn vào những gì anh chị em hiện đang có. Ai trong chúng ta cũng có một cái câu chuyện để kể cho người khác. Bắt đầu làm chứng là vậy, đâu có cần phải hảo cái gì cho nên lắm đâu, hãy có cái công cho nên cứ anh em cứ so sánh mình với người khác mà mình sẽ thấy mình không có gì hết luôn. Có
tôi và anh em có. Chúa không có nhầm đâu. Chúa chọn anh xem rồi vậy để đi vào kết quả, đúng không? Rồi cái thành quả là còn trường tồn mãi mãi. Chúa chọn tôi và anh em là trở thành nguồn phước cho muôn dân trên đất mình. Nó chẳng ơi Chúa ơi, cái chuyện ăn uống chưa đủ mà lại còn nguồn phước, có cái gì làm sao mà con chưa thấy? Hãy nhìn vào những gì anh em hiện đang có. Và cái mà anh em hiện đang có đó là điều mà Chúa muốn dùng để phấn hưng ra hội thánh này này. Hãy nhìn vào những con người mà anh chị em đang có. Chúa sẽ dùng chính những con người hiện đang có này. Cây gậy Môi-se thực ra là chỉ cái cây gậy chân cừu bình thường thôi. Nhưng một khi ông nghe tiếng Chúa, ông trao phó nó trong tay Chúa, quyền năng của Chúa thay đổi. Tôi và anh em đây vốn cũng chỉ là những người bình thường quậy phá tan bờ. Tôi thường hay khích lệ các học trò của tôi. Thầy mà Chúa dùng được là không có ai Chúa không dùng được hết. Bởi vì bọn con chỉ là cái hạt lúa mì thôi, rồi bỏ xuống là nó chết liền, là nó nở mà mình. Còn thầy trúng trái dừa mà là những trái dừa khô. Cho nên phải đập ghê lắm đó, tư tải và mai nó mới ra được cái sự sống. Mà thầy mà được Chúa dùng, Chúa có thể dùng được là không có ai trong con mà Chúa không thể dùng được. Nhiều khi tôi và anh em cứ suy nghĩ theo cái lối của con người thôi hả? Anh em ơi, hãy nhìn vào những gì anh chị em đang có. Hãy nhìn những gì hội thánh anh chị em đang có. Amen. Và tôi nói một lần nữa này, Chúa sẽ không dùng những ai ở đâu tới đây để phấn hưng đâu. Bởi những chính những con người này, một khi quyền năng chạm vào, mọi sự thay đổi. Mọi sự thay đổi. Xin Chúa giúp cho tôi và anh em nhận ra được cái nhìn của Chúa đó về chúng ta đó khác hoàn toàn với cái nhìn của chúng ta về chính mình, khác hoàn toàn với cái nhìn của những người xung quanh mình anh chị em. Nếu phải nhận và bắt buộc tôi và anh em phải nhận là hãy nhận những gì Chúa nói về mình, chứ đừng có nhận những gì mà người ta nói. Và chỉ khi nào Gideon đồng ý với cái sự mời gọi của Chúa đó, thì Chúa mới bắt đầu hướng dẫn ông cái cách cụ thể làm thế nào để chiến thắng kẻ thù, tức là làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, làm thế nào để giải quyết cái công việc một cách xuất sắc đó. Chỉ khi nào anh chị em bằng lòng với Chúa, chỉ khi nào anh chị em bằng lòng để Chúa sử dụng anh chị em làm cái người phục vụ, làm cái người giúp đỡ, làm cái người giải thoát người khác theo ý Chúa đó, thì khi đó cái sự hướng dẫn của Chúa mới đến trên anh chị em. Anh chị em có bằng lòng thưa vâng với Chúa hôm nay hay không? Nhìn của chúng ta về tội lỗi khác Chúa nhìn chúng ta về tội lỗi. Có thể trong thời giờ sáng hôm nay khi đang nghe lời Chúa, anh em đã nhận ra được một số việc mình làm nó là bình thường đối với con người, nhưng có thể trong mắt Đức Chúa Trời đó là ác. Hãy ăn năn và thay đổi anh chị. Hãy ăn năn và thay đổi. Hãy lắng nghe cái sự sửa dạy của Chúa và thay đổi trước khi sự thăm viếng của Chúa đến, trước khi sự giải cứu của Chúa đến. Có thể ai đó trong anh chị em chờ đợi cái câu trả lời của Chúa trên một cái vấn đề nào đó mà mình cầu xin lâu rồi. Sáng hôm nay hãy để Thánh Linh Đức Chúa Trời nói cho anh em, đây là điều, đây là cái vật cản con cần phải dọn dẹp đi, thì hãy vâng lời anh chị. Vật cản nó có thể là cái cách suy nghĩ của mình nghĩ cái điều này là đúng chứ không có sai. Đúng sai là phải cân đo theo như lời của Đức Chúa Trời, chứ không có cân đo theo cái quan niệm sống của xung quanh. Và anh chị em ơi, không phải vô cớ mà đến hôm nay anh em còn ngồi đây đâu. Người ta tứ tán tam phương bốn hướng hết rồi mà anh em còn ở lại đây, không phải là vô cớ đâu. Có thể bây giờ hội thánh chỉ còn trong một cái phòng nhỏ như này, có thể anh em suy nghĩ mình là vì mình là vì có trách nhiệm với gia đình thế này cái kia cho nên mình phải cầm cự giống như video để tìm một chỗ để đặt ít hạt lúa để nuôi mình thôi. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy cái lòng của anh chị. Và từ trước buổi sáng thế, Chúa đã có một cái kế hoạch dùng anh chị em cho công việc của Ngài. Anh em ơi, có thể anh em kêu xin với Chúa thông Ngài, chờ đợi Chúa thăm viếng, và anh em trông đợi là Chúa giấy lên một cái người ở đâu đó, Chúa sai về thế này thế kia thế nào. Tôi muốn nói với những anh em đang xem qua online, quý vị cũng có thể nặng lòng với hội thánh của quý vị. Có thể là hội thánh của quý vị không có người chân mày, có thể hội thánh của quý vị thiếu người đàn, có thể hội thánh của quý vị thiếu trưởng ban thanh niên hay này nọ,
Và nhiều khi quý vị cứ cầu nguyện xin Chúa sai ở đâu đó về. Sáng hôm nay Chúa dục lòng tôi nói với quý vị, hãy nhìn vào những gì người sẵn có. Amen. Hãy dùng những gì người sẵn có mà giải cứu dân tộc người. Hãy dùng những gì, những con người mà anh chị em đang có đó, để cho Đức Chúa Trời hành động qua và đem sự giải cứu, đem lại sự thăm viếng, đem lại sự phóng thượng cho hội thánh của Chúa. Để kết luận cái sự nghiệp sáng hôm nay, tôi muốn anh chị em xem hai câu kinh thánh rất quen thuộc của chúng ta, để nhắc nhớ tôi và anh em rằng Đức Giê-hô-va phán: ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các người, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn các bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi. Đời khác trời. Tôi và anh em cần phải chọn cái quan điểm của trời. Tôi và anh em hãy chọn cái ý muốn của trời. Thì khi đó cái cách hành xử của tôi và anh em sẽ thay đổi, và mỗi một chúng ta sẽ trở lại đúng cái vị trí mà Chúa chọn mình làm nguồn phước cho muôn dân trên đất. Xin mời chúng ta đang đứng lên trong thời gian. Mỗi một người trong anh em, chúng ta cầu nguyện với Chúa cách cá nhân. Có thể ai đó trong anh em được Thánh Linh Đức Chúa Trời chỉ ra những cái việc mà anh em đang làm là không đẹp lòng Chúa chứ. Có thể cái cách đối xử của anh chị em trong hôn nhân, nuôi dạy con cái, cách quản lý tài chính, sử dụng thời giờ, hay là cái mối quan hệ của mình đối với người khác không đẹp lòng Chúa chứ. Hãy thưa với Chúa rất thật: con xin lỗi Ngài. Có thể ai đó trong anh em quá nao sần vì nhìn thấy cái tình trạng của mình mỗi ngày nó bi đát hơn, nó nặng nề hơn, nó tăm tối hơn, dù đó là đời sống cá nhân, dù đó là hôn nhân, tài chánh, con cái hay là của hội thánh. Anh em ơi, Chúa không có bỏ đâu, Chúa không thất bại đâu, Chúa vẫn đang làm công việc của Ngài. Chúa đang chờ đợi, Chúa đang chờ đợi. Có ai đó trong anh em kêu lên với Ngài: Chúa ơi, cứu con. Hãy kêu lên anh chị em, hãy nắm lấy lời hứa của Chúa: phàm ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Hãy kêu xin sự cứu rỗi của Ngài trên hôn nhân của anh chị em, trên con cái của anh chị em, trên tài chánh của anh chị em, trên sức khỏe của anh chị em. Vâng, Chúa đêm, bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời thật tình. Xin anh chị em cầu nguyện để Chúa ban cho anh em có một cái tâm linh của sự tỉnh thức, rằng khi Chúa thăm viếng, dù ở trong cái dạng thức nào, anh em không có bỏ qua. Dù Chúa đến một cách rất bình thường, như một người đời thường thôi, nhưng mà anh em vẫn có thể chờ đợi, vẫn được sự thăm viếng của Chúa. Chúa cho anh em nhìn thấy những gì mà anh em đang có. Có thể trước nay anh em cứ một câu là mình không đủ điều kiện, mình thiếu này, thiếu kia, thiếu nọ. Thì sáng hôm nay xin Thánh Linh Đức Chúa Trời nói với mỗi một anh em: con ơi, con đang có điều này, con đang có điều này, con đang có điều này. Và hãy bắt đầu cảm tạ Chúa về những gì anh em đang có. Hãy cảm tạ Chúa về một gia đình, anh em còn có một gia đình để yêu thương. Hãy cảm tạ Chúa về anh em còn có những người thân để học cái chữ hiếu, học cái chữ yêu thương, phụng dưỡng. Anh em hãy cảm tạ Chúa vì mình còn có một nơi chốn để đi về, một mái nhà để sống, một công việc để làm, một cái hội thánh dù lớn hay nhỏ để yêu thương, để quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Nhiều lắm anh chị em ơi, anh em còn có nhiều thứ khác nữa mà Đức Chúa Trời đã trao ban cho anh chị em. Hãy thưa với Chúa rằng: con xin lỗi Ngài vì bấy lâu nay con coi thường tất cả những điều này. Vì mấy hôm nay con trở nên vô ơn đối với Ngài vì những gì con có. Thậm chí nhiều người ao ước được như con nhưng mà họ không có được. Hãy thưa với Chúa rất thật anh chị em. Hãy kêu lên với Chúa rất thật những gì mà Ngài muốn anh chị em bắt đầu thay đổi. Hãy nhìn chính anh em như Chúa nhìn anh chị em. Hallelujah. 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 Trời ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì lòng nhân từ và sự thương xót của Ngài không hề dứt ở trên chúng con. Cảm ơn Ngài vì Ngài cho con nhìn thấy công việc của Ngài giữa hội thánh Chúa tại đây. Dù bao nhiêu biến cố xảy ra, bao nhiêu điều thay đổi, nhưng thật Chúa là thành tín. Các cửa âm phủ không thắng được hội thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài có chương trình trên hội thánh của Ngài.
Ngài có chương trình trên đầu sống của từng anh em con, và chính ân điển của Ngài đã giữ đức tin họ cho đến ngày hôm nay. Xin Chúa tiếp tục công việc của Ngài. Xin vui lòng sử dụng từng anh em con, người lớn, người nhỏ, người mới, người cũ, thưa Chúa, để làm thành cái mục đích tối thượng của Chúa. Ngõ hầu vinh quang Chúa được bày tỏ ra. Nhân danh Chúa Jesus Christ, con cầu xin Chúa soi tỏ để mỗi một anh em con bắt đầu nhìn thấy tội lỗi như chính Chúa nhìn thấy tội lỗi, nhìn thấy cái nan đề của anh chị em con trong cái nhìn của chính Chúa, nhìn thấy chính anh chị em con trong cái nhìn của chính Chúa, để mỗi một anh em con bắt đầu chuyển động, thưa Chúa Giáo, chuyển động ở trong ân điển của Ngài, chuyển động ở trong sự sáng của Ngài, chuyển động theo ý muốn của Ngài. Ngõ hầu những ngày tới đây, hội thánh Chúa tại đây bắt đầu bừng bừng sự sống trở lại. Dấu kỳ phép lạ phải bắt đầu bước xảy ra trong đầu sống của từng anh chị em con. Và anh chị em con sẽ trở thành những cái cánh tay nối dài của Chúa, chạm đến những con người đang cần được sự chạm đến của Chúa. Cho con cảm ơn Ngài. Chúa Giáo, Ngài biết nhu cầu của từng anh em con. Xin hãy tỏ cho anh em con những gì cần phải điều chỉnh, cần phải thay đổi, để họ có thể nhận lấy trọn vẹn cái câu trả lời mà Chúa đã sắm sẵn cho từ trước của sáng thế. Con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Chúa đổ đầy sự hiện diện của Ngài, ân điển của Ngài trên anh chị em con tại đây, trên hết thảy các đầy tớ Chúa, để rồi chính anh em con được tràn đầy hy vọng, để anh em con được sốc lại sức vóc, để anh em con quyết định thưa vâng với Chúa và sẵn sàng đứng vào cái vị trí Chúa đã chọn lựa để hành động trong cái mùa gặt cuối cùng này. Con cảm ơn Ngài. Con trình dâng hết thảy các đầy tớ Chúa tại đây, anh chị em con trong ân sủng và sự thương xót của Chúa. Nguyện Chúa tỏ bài chính mình Ngài con mỗi một anh em con. Nguyện những ngày tới đây con được nghe những lời chứng tốt lành từ đời sống của từng anh em con. Và nguyện Chúa cho mọi người nhìn thấy Chúa ở trong đời sống của từng anh em con, trên công việc của anh em con. Con cảm ơn Ngài. Con trình dâng hết thảy mỗi một chúng con cho ân sủng với sự thương xót của Chúa. Chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.